Radar bắt mục tiêu tàng hình do Việt Nam sản xuất. Bài của tác giả Tuấn Vũ đăng trên báo Mới ngày 5 tháng 7 năm 2021. WinWin Việt Nam trân trọng giới thiệu. Báo Quân đội Nhân dân dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, những năm qua, Quân chủng Phòng không Không quân đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng triển khai nhiều dự án nghiên cứu, qua đó sản xuất được các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật mới hiện đại nổi bật như radar cảnh giới tầm trung RV-01, RV-02. Nhiên liệu tên lửa phòng không, các loại máy bay không người lái, hệ thống radar cảnh giới VRS-2DM, cải tiến nâng cấp các loại tên lửa, cải tiến theo hướng đánh đêm tự động và bán tự động cho pháo phòng không. Đặc biệt, đã nghiên cứu xây dựng, triển khai hệ thống tự động hóa cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia, hệ thống VQ. Theo những thông tin được công khai, tổ hợp radar RV-02 ra đời với sự chủ động hoàn toàn về công nghệ thiết kế, chế tạo, gia công ở tất cả các khâu. Dựa trên nền tảng sản phẩm RV-01 hợp tác thiết kế cùng với Belarus, những hạn chế của RV-01 đã được nghiên cứu và khắc phục cùng với những ứng dụng tiên tiến nhất trong công nghệ sản xuất radar RV-02. Đã đạt được nhiều bước đột phá về tính năng kỹ chiến thuật. Với việc Việt Nam chế tạo thành công radar RV-02, trang quân sự Genet hồi năm 2020 có bài viết cho rằng với mạng lưới radar hiện có, đặc biệt là RV-02, Việt Nam thừa sức khiến máy bay tàng hình lộ diện. Theo Genet, hiện Việt Nam đã hoàn thành quá trình nội địa hóa hệ thống radar này. Các hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, ít tiêu thụ điện năng, có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Radar có thể phát hiện được cả các mục tiêu như máy bay tàng hình, có thể phát hiện máy bay ném bom tàng hình B-2 ở khoảng cách 350 km. Trong môi trường nhiễu điện tử mạnh, radar có thể phát hiện mục tiêu là máy bay chiến đấu ở khoảng cách 255 km. Có thể nói rằng radar RV của Việt Nam có khả năng phát hiện các loại máy bay tàng hình tối tân nhất hiện nay từ khoảng cách lên tới trên 100 km, Janet cho biết. Trong khi đó, việc đưa VRS-2DM vào trang bị góp phần nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị, cảnh giới bầu trời, cảnh báo sớm cho các phân đội hỏa lực tên lửa. Ngoài ra, hệ thống radar này còn có thể cung cấp thông tin cho pháo phòng không, chuyển cấp báo động sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu, kể cả mục tiêu bay thấp bám địa hình. Được biết, hệ thống radar lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm Thành tựu Kinh tế Xã hội năm 2015 diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội. VRS-2DM là đài radar 2D cảnh giới bắt thấp cơ động cao, dùng để cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không. VRS-2DM là đài radar cảnh giới tầm trung 6m2 tọa độ, dùng để phát hiện các mục tiêu trên không, trong vùng phủ sóng của đài và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.